người đã quay trở lại với channel Thỏ Đế Gada. Mình là Minh Chết. Chúc mọi người một ngày chủ nhật nhiều niềm vui. Và ngày hôm nay mình tiếp tục làm một cái clip hướng dẫn mọi người sử dụng một loại phương tiện công cộng cũng rất phổ biến ở Canada, đó là xe bus. Thì nếu bạn nào coi cái clip trước thì sẽ quen cái hình ảnh này đúng không? Thì đây là cái footage mình quay từ đầu năm 2020, quay sau cái clip hướng dẫn mọi người sử dụng Subway tầm 2 tuần. Nhưng mà nó hoàn toàn khác ha. Tuyết nó nhiều hơn rất là nhiều. Thì mọi người nhớ là cái đỉnh của mùa đông ở Canada sẽ rơi vào đâu đó là giữa tháng 1 đến cuối tháng 2. Tuyết rất là nhiều và lạnh nha mọi người nha. Thì cái công viên gần nhà mình á, bạn đã có cái clip trước thì thấy đúng không? Ít tuyết thì ngày hôm nay tuyết nó ngập tràn luôn. Thì có hai cái lưu ý. Cái thứ nhất đó là Canada không phải thành phố nào cũng có subway, chỉ có những thành phố lớn. Nhưng tất cả các thành phố đều sẽ có bus. Vì vậy mình nghĩ là cái clip này dù mình hướng dẫn là ở thành phố Toronto nhưng mà nó sẽ rất là thực tế và giúp các bạn ở bất cứ thành phố nào Canada đều có thể sử dụng được. Thì chỉ có hai cái lưu ý khi mà sử dụng bus thôi. Thứ nhất là bạn phải biết được là cái điểm đến của bạn. Thì cái này bạn có thể sử dụng Google để search trước để biết cái station nào mình xuống. Thì mình có làm cái clip này trên YouTube rồi, các bạn có thể coi lại là cách sử dụng Google để tìm đường ở Canada. Thứ hai nữa là bạn phải biết được cái trạm bus của mình nó nằm ở vị trí nào. Thì cái này cũng hoàn toàn có thể sử dụng Google được ha. Rồi, thì ở thành phố Toronto cái bus là TTC, nó sẽ có màu đỏ với lại trắng. Còn ở mỗi một thành phố khác, cái bus nó sẽ có tên và màu riêng. Ví dụ ở Mississauga sẽ là MyWay, đúng không? Thì sẽ có cái màu xanh dương hoặc là màu vàng. Rồi Yum ở Brampton hay là ở Viva ở North York đều sẽ có những cái màu riêng. Và bây giờ khi mình lên bus, mình sẽ hướng dẫn các bạn một số điểm cần lưu ý. Cái thứ nhất là cái máy màu xanh này, này là cái máy để tháp thẻ ha. Khi mình lên bus mình sẽ tháp vào đây, nó sẽ giúp mình là nó sẽ trừ tiền trong cái thẻ của mình, nó giống như là một cách mình mua vé vậy. Thứ hai nữa là cái băng ghế màu xanh dương các anh nó đang ngồi á, là thường là ghế dành cho người cao tuổi nè, người có thai hoặc là người có khuyết tật. Cho nên là khi mình lên nó xe bus á, nó không đông thì mình được ngồi, còn nếu có những người đó mình phải nhường cho người ta. Trên bus cũng trang bị rất là nhiều hệ thống để mình có thể nắm trong trường hợp là đông phải đứng. Rồi có một cái lưu ý nữa là các bạn phải để ý cái dây màu vàng. Cái dây này dùng với mục đích đó, là khi bạn gần đến cái bus stop bạn muốn đó, thì bạn kéo cái dây này thì tài xế sẽ biết và dừng xe cho bạn xuống. Rồi một cái lưu ý nữa là trên những cây cột cũng sẽ có cái nút bấm để báo hiệu là cái trạm dừng. Và khi bạn bấm vào đó nó sẽ hiện lên cái chữ Stop Requested như trong cái clip. Và nó sẽ đọc tên cái station chuẩn bị dừng cho bạn biết để bạn chuẩn bị đi xuống ha. Thì trên xe bus nó có hai cửa, cửa trước và cửa sau. Thông thường sẽ lên một cửa trước và xuống một cửa sau. Nhưng mà trong trường hợp là giờ cao điểm hay đông người á, thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng hai cửa để lên hoặc xuống tùy ý. Đó mọi người thấy không? Mọi người đang tát cái thẻ mà trong cái máy đó, có cả thẻ mới, một màu xanh và thẻ màu đen được không? Rất là dễ ha. Ok, mình hy vọng những chia sẻ vừa rồi đã giúp phụ huynh các bạn có thêm và tự tin và kiến thức trong cái hành trang du học ở nhà của mình. Nếu bạn thấy nội dung hay thì hãy like, share, subscribe cho channel của mình. Còn bây giờ thì cảm ơn và chúc mọi người một ngày cuối tuần tốt lành. Bye bye.